Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cùng đoàn công tác đã đến dân hương tri ân các hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên sau khi thắp hương tưởng nhớ bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đồng chí phạm bình minh đã đến thăm tặng quà hai cán bộ lão thành cách mạng trên địa bàn thành phố điện biên phủ là ông triệu xuân tân anh hùng lực lượng vũ trang và ông nguyễn hữu chấp thương binh thời kỳ chống pháp đồng chí đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe cuộc sống của các gia đình thương binh cán bộ lão thành đồng thời kính chúc các cán bộ lão thành cách mạng sức khỏe tiếp tục giáo dục con cháu hăng say lao động học tập công hiến vì sự phát triển của tỉnh điện biên